chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Tài Xỉu. Rất nhiều anh em đang đi tìm kiếm cái công cụ mà hỗ trợ cho anh em đi đánh tài xỉu bịp mà hỗ trợ lên đến 80-90% chính xác, tức là công cụ mà nghe hột hay còn gọi là đánh tay eo. Thì rất nhiều anh em đã tìm và mua về những cái hàng mà chất lượng nó không được cao, thì đã hỏi cho Tấn. Bây giờ Tấn chia sẻ tới tất cả anh em là một cái dòng máy nghe hột của Thái Lan hay còn gọi là máy phân âm tài xỉu. Thì anh em nào đang xem kênh của Tấn Tài Xỉu thì cũng biết rồi, thì bên Tấn Tài Xỉu chuyên cung cấp cho tất cả anh em những công nghệ đồ chơi tài xỉu uy tín chất lượng từ xưa đến nay rồi, cho nên là bên Tấn Tài Xỉu là không bao giờ có cái từ lừa đảo. Anh em nào mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline của Tấn ở trên màn hình, hoặc là có thể liên hệ qua số Zalo ở bên phần link mô tả. Anh em có thể bấm vào đó và kết bạn Zalo gọi video. Thì rất nhiều anh em đi mua cái máy phân âm thì thường thường thì cái vấn đề đi mua hàng thì anh em lưu ý đến, đầu tiên là anh em thích cái đồ rẻ, thì đồ rẻ ở đây chất lượng nó sẽ được phản ánh theo là rẻ hay đắt. Thì bây giờ hàng của Tấn là hàng rất là đắt tiền. Máy này là máy phân âm tài xỉu của Thái Lan, nó hỗ trợ là chế độ báo mặt. Báo mặt ở đây tức là nó báo nhất nhị tam tứ ngũ lục đó, tức là nó không báo được tài xỉu. Báo mặt như thế thì anh em vẫn có thể đánh được tài xỉu anh em nhé, tức là anh em có thể đánh sắt mía sắt cây. Thì cái máy này là máy một pin, nguyên lý hoạt động của máy thì anh em cũng biết rồi. Đây, nó bao gồm là một cái mic thu, nó giống như tai nghe, và nó có cái rung và chỉnh khoảng cách xa gần tùy vào sòng sới mình có thể ngồi được ở xa hay ở gần. Thì đi chơi thì anh em có thể lắp cái pin tiểu này, thì ở đâu người ta cũng bán, tạp hóa nào người ta cũng bán. Thì cơ sở của Tấn thì ghi ở trên màn hình 351 quốc lộ 13 Thủ Đức Sài Gòn. Đó. Đây, cái máy này nó hỗ trợ cực kỳ tốt, nó báo mặt. Trên đây là một cái bộ hột tài xỉu hỗ trợ. Bây giờ Tấn sẽ lấy hột ra, Tấn test cho tất cả anh em cùng xem clip này, là cái độ chính xác của cái hột của cái máy này là bao nhiêu phần trăm, để tất cả anh em cùng biết, cùng tham khảo. Ví dụ Tấn sẽ lắp cả đầm này và Tấn sẽ để máy ra ngoài này để anh em cùng biết cái khoảng cách của nó tạm thời là như thế. Khi chơi thì anh em có thể bật nút on up ở đây lên, lấy nút on up này đó, hướng mic thu này về đây. Nhịp rung của nó thì nguyên lý rung là một rung thì là nhất lục. Đây, nguyên lý rung của nó là một rung là nhất lục, hai rung là nhị ngũ đối nhau, nhất lục đối nhau, ba rung là tam tứ đối nhau, bốn rung là tứ ngũ, năm rung là ngũ lục. Cái máy phân âm này thì nó hỗ trợ cho em tất cả nha, là đi vô sòng sới casino đều có thể là chiến thắng, mang tính chất là hỗ trợ nhá. Bây giờ bật máy này lên này, bật lên thì nó sẽ rung hai cái ở cái máy rung này. Đó, nó sẽ rung hai cái, sẽ để trên này. Bây giờ tôi sẽ đi này, hột này hột nắp đĩa là hoàn toàn là không có tang, hột nắp đĩa là của anh em cầm lên. Đó. Thì bây giờ hột là hột lệ hoa, hột mà người ta hay đi đánh cái. Thì bây giờ tôi sẽ đi tôi test thử cho tất cả anh em. Ví dụ dùng cái nắp nào cũng được. Này, lắc thử anh em xem. Ba rung, nó rung ba rung thì là tam tứ, có tam tứ này. Hỗ trợ cho mình tầm 80-90%. Tam tứ thì mình chỉ đánh sát cây thôi, chứ nó ở điểm giữa thì mình đâu biết để phân ra đánh tài xỉu đâu. Ví dụ mà anh em mà đánh tài xỉu thì anh em có thể là nó báo cho anh em 5 rung thì là nhất lục, thì 5 rung thì là 5-6, lúc đó thì anh em kết tài thì anh em mới phang được vào tài. Còn nếu mà nó báo cho mình nhất lục mà mình kết xỉu thì cái đường xỉu thì mình ưng nó chắc hơn, tại vì cái đường tài mình không ưng đường tài nữa rồi. 5 rung là 5-6 này, có 5 này. Đấy. Ví dụ bây giờ nó báo cho mình 5 rung là sẽ có 5 hoặc 6, nhưng mình kết xỉu, đúng không? Máy báo 5 rung nhưng mình kết xỉu, và nãy mình có thể mình không đánh, hoặc là mình có đánh theo bản tính của mình thì mình có thể là đánh xỉu hoặc là loại kia. Còn ví dụ mà nó báo 5 rung mà mình kết tài thì mình đánh nó chắc hơn, còn 5 rung mà mình kết xỉu mình có thể ngưng một ván. Đó, hai ván đều hiệu quả, hột nắp dĩa là hột nắp dĩa sợ,
chứ không phải là camera hay cái gì cả nhá. Đấy, ván này hột led nó không rung thì mình bỏ qua, mình đợi ván sau, đúng không ạ? Tiếp này, một rung thì là nhất lục, bảo tứ phát là sai luôn. Mình lắc thì mình lắc chậm hơn cả cách này. Một rung là nhất lục này, một rung nhất lục này. Đấy, một rung là có nhất có lục này. Một trong hai con thôi, nó báo cho mình chính xác là một trong hai con, 90%. Đấy, tiếp này, hai rung là nhị ngũ, nhị ngũ có ngũ luôn này. Máy phân âm thì nó chỉ hỗ trợ như thế thôi, chứ không anh em nào đi tìm mà cái máy phân âm gì mà báo tài xỉu. Báo tài xỉu thì chính xác này thì nói chuyện làm gì. Đối với Tấn thì nó chỉ cần báo cho anh em báo mặt như này thôi là Tấn có thể đi Tấn chiến thắng được trong rất nhiều cái sòng sới rồi. Cả một số casino Tấn đã vào những chơi những số đấy rồi. Cho nên là anh em nào cần có thể liên hệ trực tiếp gặp Tấn. Đấy, cái máy phân âm tài xỉu này thì nó hỗ trợ cho anh em đi đánh tài xỉu vì là chính xác, mang tính chất là hiệu quả đến 90%, tùy vào anh em nào chơi tốt hay là chơi không tốt. Mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ trực tiếp gặp Tấn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.